Mở đầu cảnh phim tiểu thư nhà họ Cố đang bị một tên gia đình muốn hấp đường phèn. Hắn ta cũng rất nhân đạo mà cho cô em biết lý do, một phế vật mà lại dám có ý định bò lên giường vương gia, hắn ta cho rằng Cố Liên Hi là một cô gái lang loạn. Ở thế kỷ 21, nữ chính của chúng ta đang chơi trò dại dột, dám ở trong phòng thí nghiệm đốt lung tung, kết quả là bị ngộ độc khí mà chết luôn. Nữ chính đã xuyên không vào một cô gái ngốc bị câm, nguyên chủ không biết làm cái gì mà mặt mũi bầm dập. Nữ chính đang thầm ước phải chi có bửu bối thần kỳ ở đây thì tốt biết mấy. Cơ mà cầu được ước thấy là có thật bà con ơi, cô nàng lại nhìn thấy túi thần kỳ nữa rồi. Bên trong là những vật dụng y tế cần thiết ở kiếp trước. Vương gia bỗng nhiên xuất hiện đầy tức giận chất vấn cô em muốn làm gì. Gã thuộc hạ cảm thấy kỳ quái, lúc trước hắn ta bắt mạch xác định Vương Phi đã chết. Gã gia đình kể lại Lưu Mama trước đây đã xác nhận công chúa chết, hắn cho rằng người trước mặt là giả. Nữ chính ức chế không làm gì được đành phải viết chữ, bản Vương Phi chưa có chết, là Lưu Mama muốn chôn sống ta. Vương gia nặt nộ phản bác, Lưu Mama đã phục vụ trung thành bao nhiêu năm, sao có thể làm những điều đó cơ chứ? Cô nàng tức giận mà lại viết thêm vài chữ, khẳng định bản thân suýt chút nữa chôn sống, cơ mà nữ chính muốn đuổi bọn họ rời đi để cô nghỉ ngơi. Vương gia lại tức giận vì có người dám đuổi hắn, cơ mà tên này máu lên não mà choáng váng muốn ngất. Đỗ Minh bắt mạch liền phát hiện tình trạng sức khỏe của vương gia đang nguy hiểm, thời gian còn lại chỉ là một tháng. Nữ chính cũng bắt mạch để kiểm tra, Đỗ Minh nhắc nhở Vương Phi chớ lộn xộn. Nữ chính sau đó viết ra dòng tuyên bố cô ấy có thể cứu vương gia. Đỗ Minh tất nhiên không tin, Vương Phi từ nhỏ nổi tiếng ngu ngốc thì chỉ có kẻ ngu mới nghe theo lời cô ấy. Nữ chính hù dọa, tính mạng vương gia không vượt qua nỗi một nén nhang, ở đó mà kênh kiệu. Kết quả là nữ chính được phép điều trị cho vương gia, chẳng mấy chốc mà vương gia phun ra máu độc. Lão quản gia hốt hoảng chụp mũ Vương Phi đã giết người. Thế nhưng Đỗ Minh ngược lại rất bình tĩnh, hắn ta xác nhận vương gia đã thoát khỏi nguy hiểm. Tên Đỗ Minh quả thật rất nể phục y thuật của Vương Phi mà hành lễ. Nữ chính viết ra tờ giấy để nhắc nhở, vương gia không phải bị trúng độc mà là bị hạ cổ. Cố Liên Hi tranh thủ thời gian mà tự chữa trị bệnh câm của mình, cơ mà thần dược do đạo diễn cấp có khác. Sáng sớm trong lúc nữ chính chơi chim thì bất ngờ con em trà xanh xuất hiện chế nhạo. Cố Nhất Giao vẫn cho rằng tỷ tỷ ngu ngốc nên không ngại khinh bỉ, một kẻ bị chôn sống mà lại có thể đội mồ sống dậy thật à. Cô em gái hù dọa Cố Liên Hi tốt nhất nên cút, đừng để cô ta lại phải thuê người giết thì thật phiền. Nữ chính mở miệng yêu cầu cô em câm mõm lại. Cố Nhất Giao quả thật giật mình khi thấy tỷ tỷ có thể nói chuyện trở lại. Cô ta tất nhiên vẫn cho rằng tỷ tỷ ngu ngốc, con em trà xanh này ghen tị Cố Liên Hi mang thân phận đích nữ của Thuận Quốc Phủ, thế nhưng là đứa con gái không có mẹ để chăm sóc. Nữ chính thấy con em nói nhiều quá nên vả mặt cái chát. Cố Nhất Giao khó mà tin được, một con ngốc dám đánh cô ta. Nữ chính cười nhạo, luật pháp nào quy định vả mặt phải chọn ngày, thích thì vả thôi làm gì mà phải lang tăng. Vừa khéo vương gia đi ngang qua, Cố Nhất Giao làm nũng mà khóc hu hu. Vương gia tất nhiên trách mắng Vương Phi để bảo vệ người đẹp. Nữ chính mở miệng nói hắn ta mù mắt chó rồi. Vương gia vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vương Phi nói chuyện. Nữ chính không nhịn được cười khi thấy phản ứng của hai người bọn họ thật giống nhau. Cô em khen cặp đôi cẩu nam nữ không hổ là đậu xanh với rau má, cực kỳ xứng đôi. Cố Nhất Giao giả vờ đáng thương, tự nhận hết tội lỗi về mình. Vương gia tức giận cảnh cáo. Hắn ta nhắc nhở Vương Phi mặc dù có chút công lao cứu mạng hắn ta, thế nhưng đừng có vì thế mà láo lều. Hắn ta có thể bỏ vợ bất cứ lúc nào. Nữ chính cũng mặc kệ hắn ta nghĩ gì, thế nhưng chọc quê hắn ta đừng có mơ mộng mà cưới Bạch Nguyệt Quang, cô ấy sẽ làm con kỳ đà to tổ bố trước mặt bọn họ. Vương gia không muốn tranh miệng lưỡi mà tức giận rời đi. Vương gia cho thuộc hạ điều tra Vương Phi, thế nhưng Đỗ Minh hoàn toàn không có gì để báo cáo cả. Vương gia rất khó tin tại sao trong một đêm người ta có thể thay đổi nhiều đến vậy, tất nhiên buộc hắn ta phải nghi ngờ rồi. Đỗ Minh lúc này lại bênh vực Vương Phi, hắn ta cảm thấy Cố Nhất Giao rất có vấn đề. Vương gia bỗng nhiên tỏ thái độ khó chịu, hắn ta chất vấn chẳng phải Đỗ Minh rất có ý kiến với Vương Phi hay sao. Đỗ Minh cúi người giải thích, hắn ta đã bị y thuật của Vương Phi chinh phục. Vương gia không muốn nghe nữa mà ra lệnh Đỗ Minh cứ tiếp tục theo dõi Vương Phi. Ngày hôm sau nữ chính thắc mắc chẳng lẽ hôm nay có khách à? Theo lời nha hoàn thì có vẻ như Cố Nhất Giao mời vài người bạn tới chơi. Nữ chính thắc mắc từ lúc nào mà Vương Phủ trở thành hậu hoa viên của con em trà xanh rồi. Nha hoàn nhắc nhở Vương Phi, năm ngoái Cố Nhất Giao từng làm nhục Vương Phi trước mặt mọi người. Một mảnh ghép ký ức hiện về, có vẻ như nguyên chủ trước đây đã nhiều lần bị ức hiếp khi nhục trước đám đông. Nữ chính tức giận mà tuyên bố,
cô nhất định phải trả thù gấp 10 lần cho nguyên chủ. Bất ngờ hai con em nha hoàn nhiều chuyện, theo lời bọn họ nói thì nhị thiếu gia của nhà họ Lý bị bệnh, trông có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Nữ chính hóng hớt mà cũng muốn đi theo xem xét. Lúc này vương gia và nhiều người đã tập trung ở đây, tình hình sức khỏe của đứa bé có vẻ như vô vọng. Nữ chính đang muốn xông ra kiểm tra thì bị vương gia cản lại, đã vậy con em trà xanh líu lo gây cản trở. Cố Liên Hy vội lấy cây ngân châm ra để mà hù dọa em gái. Sau khi bắt mạch kiểm tra thì nữ chính nhận định đứa bé bị mất nước khá trầm trọng, cô nàng yêu cầu muốn giúp đỡ trị bệnh cho đứa trẻ. Lần này vương gia đứng ra bảo đảm mới khiến đám người không có ý kiến. Chỉ là khi vương phi lấy ra ống tiêm nhọn hoắc khiến ai nấy phát hoảng. Nữ chính sau đó yêu cầu mọi người ra ngoài tránh gây cản trở điều trị. Cô nàng muốn tiêm thuốc vào mông nên nhờ vương gia tụt quần đứa bé. Tất nhiên vương gia không muốn rồi, thế nhưng bị vương phi sạc cho một trận cái gì mà y đức này nọ. Tội nghiệp thằng bé, lần đầu tiên bị chích ở mông nên hét toáng cả lên, đến nỗi những người bên ngoài nghe mà phát hoảng. Cũng may là đứa bé cũng rất nhanh khỏe lại, thế nên danh vọng của vương phi cũng nước lên thuyền lên. Cô nàng có chút vất vả mà suy sụp một chút. Nữ chính sau đó tìm đến chỗ vương gia để mà trị bệnh, cô nàng tuyên bố loại cổ độc này phải 10 ngày sau mới có thể trị khỏi. Vương gia chất vấn rốt cuộc ai đã hạ cổ cho hắn ta. Nữ chính miễn bình luận, cô ấy không phải thám tử Conan. Cô nàng sau đó lấy ra viên thuốc con nhộng khiến vương gia nghi ngờ. Nữ chính hù dọa đây là thuốc độc chất vấn vương gia có dám uống không. Tất nhiên vương gia biết cô em chỉ trêu chọc mà thôi, hắn ta cũng dọa nếu như hắn có mệnh hệ thì cả gia tộc cô ấy sẽ chôn cùng. Nữ chính cười nhắc nhở hắn ta Cố Nhất Giao cũng là họ Cố. Vương gia tức giận mà quyết định bóp cổ bẻ họng Cố Liên Hy. Nữ chính cũng không vừa mà ăn miếng trả miếng cắn lại hắn ta. Hai người vật vã mà té sấp mặt xuống đất trong tư thế hơi bị nhạy cảm. Vừa khéo gã thuộc hạ xông vào khiến cho cả hai có chút ngượng ngùng. Nữ chính hôm nay tiến vào hoàng cung, thế nhưng đi kiểu gì để lạc mất con em nha hoàn. Cô nàng đang càm ràm tìm đường thì vô tình gặp được công chúa. Nữ chính có chút vui vẻ mà chào đón em chồng, thế nhưng công chúa độc mồm mà mắng chửi Cố Liên Hy là vương phi câm điếc hôi hám. Nữ chính bực rồi đó muốn dạy cho con em chồng cách ăn nói lịch sự. Sở dĩ công chúa có ác cảm với vương phi là bởi vì trước đây cô ta từng bị ai đó xô ngã, thế nhưng lại hiểu lầm hung thủ chính là vương phi. Nữ chính muốn giải thích cô ấy không phải là hung thủ. Thế nhưng công chúa lại đóng vai trà xanh giống như bị vương phi sỉ nhục, quả nhiên là công chúa canh me vương gia xuất hiện mà diễn xuất. Vương gia không nói hai lời mà trách mắng vương phi của mình. Nữ chính cảm thấy gã óc lợn vương gia này rất có vấn đề, tiêu chuẩn kép gì mà khủng khiếp thế không biết. Công chúa giả vờ trà xanh yếu đuối, nữ chính không quan tâm mà bắt mạch cho cô em. Vương gia chất vấn vương phi đang làm gì, nữ chính tuyên bố trị bệnh cứu người chứ sao. Quý phi nương nương bỗng xuất hiện gây khó dễ, vừa đến nơi bà ta đã cho người tiến lên vả mặt. Vương gia đứng ra ngăn cản đám người chớ có làm càn. Quý phi chất vấn cảnh vương chớ có mà xía vào chuyện này, bà ta nhắc lại chuyện công chúa đã từng bị vương phi ám hại. Vương gia nói vào chuyện chín, hắn ta tin tưởng rằng vương phi có thể chữa lành đôi chân cho công chúa. Thế nhưng nương nương tất nhiên không tin, bà ta cho rằng vương phi ngoài cái gương mặt ra thì mọi thứ đều vô dụng. Vương gia ngăn cản vương phi của mình gây chuyện, hắn ta lấy danh dự ra đảm bảo chuyện vừa mới nói. Nương nương sau đó ra lệnh truyền thái y đến kiểm tra. Nữ chính cười chế nhạo, thái y nếu có tác dụng thì sớm đã chữa trị từ lâu rồi. Quý phi tỏ ra tức giận khi bị nhảy vào họng, bà ta lại ra lệnh hạ nhân tiến lên vả mặt. Vừa khéo lúc này hoàng thượng giá đáo khiến mọi người phải hành lễ. Thục quý phi rất có tư chất của trà xanh già, bà ta khóc lóc kiểu như vừa mới bị người ta ăn hiếp. Hoàng đế chất vấn vương gia rốt cuộc chuyện này là sao. Nữ chính thấy hắn ta khó xử liền đứng ra tự bào chữa, cô nàng đi thẳng vào vấn đề tránh bị đám trà xanh dài dòng. Nữ chính tuyên bố cô ấy có thể chữa lành tật chân cho công chúa. Thục quý phi lại khóc lóc cho rằng Cố Liên Hy đang muốn sỉ nhục công chúa một lần nữa. Thái y còn phải bó tay thì cô ta có thể làm gì, rõ ràng là muốn trêu chọc công chúa bị què. Hoàng đế nghe lời sàm ngôn mà chất vấn con dâu của mình. Vương gia lại muốn đứng ra nói chuyện nhưng bị cản lại. Nữ chính lần này nghiêm túc khẳng định cô ấy có thể trị lành cho công chúa. Thục phi lại nhảy đồng lên, thậm chí buộc tội vương phi muốn ám sát công chúa. Hoàng hậu bên cạnh nhịn không được mà nhắc nhở Thục phi, chớ có mà nhảy vào họng của hoàng đế. Hoàng thượng có chút do dự, ông ta cũng rất muốn công chúa của mình có thể đứng dậy một lần nữa, hứa hẹn nếu vương phi có thể cứu trị sẽ tha lỗi chuyện lần trước đã xô ngã công chúa. Thục phi tất nhiên lại nhảy ra cản trở,
bà ta nhắc nhở hoàng đế Vương Phi nổi danh ngu ngốc, chớ nên tin lời của một kẻ đần độn. Hoàng đế sau đó cho gọi thái y đến hỏi thăm. Cơ mà lão thái y này cũng đã nhiều lần kiểm tra, ông ta chỉ có thể lắc đầu bó tay, trừ khi Hoa Đà tái thế thì còn may ra. Thục Phi có cớ để mà gièm pha, cố tình nhắc lại tội ác của Vương Phi đã xô ngã công chúa. Nữ chính nhanh miệng tái khẳng định mình có thể chữa trị. Lão thái y tất nhiên kiên quyết phủ nhận, lão ta hành nghề y mấy chục năm, chẳng lẽ lại không bằng một Vương Phi vắt mũi chưa sạch. Nữ chính không nhiều lời, cô chỉ hỏi bọn họ tại sao không dám thử, sau cùng thì công chúa cũng chẳng mất mát gì. Thục Phi nhảy đồng lên, bà ta cho rằng Cố Liên Hy có thể làm hại công chúa. Nữ chính thề thốt nếu cô ấy thất bại thì sẽ thỉnh tội với hoàng đế. Hoàng thượng có chút nghĩ ngợi mà hỏi con trai, lão ta muốn nghe ý kiến. Vương gia tất nhiên là tin tưởng vào y thuật của Vương Phi nên đứng ra bảo đảm. Hoàng đế cuối cùng cũng chịu đồng ý. Công chúa miệng lưỡi chanh chua ăn nói thiếu lịch sự, phải để cho nữ chính dạy dỗ lại cách ăn nói. Cơ mà công chúa không phục, cô ta cho rằng Cố Liên Hy không xứng với tứ ca của mình, chỉ có Cố Nhất Giao yểu điệu thục nữ mới xứng quân tử hào cầu. Nữ chính rút cái ống tiêm ra để hù dọa cô em sợ xanh hết cả mặt. Cô nàng vạch trần lời nói dối của công chúa, sở dĩ lời nói chanh chua như vậy là vì ghen tị một người ngốc lại có thể làm vương phi. Thấy cô em muốn líu lo nhiều lời, nữ chính vội tiêm cho liều thuốc mê để ngậm mõm lại. Vương gia bên ngoài khá là lo lắng đi qua đi lại, nữ chính sau đó mệt mỏi xuất hiện, cô nàng bảo hắn ta cứ việc yên tâm. Thế nhưng nữ chính thầm tiếc hận, tại sao kiếp trước không bỏ thêm nhiều dụng cụ vào túi bửu bối thần kỳ cơ chứ? Chẳng mấy chốc mà hoàng đế xuất hiện để hỏi thăm, nữ chính nhanh nhảu thông báo phẫu thuật thành công. Bất ngờ một cung nữ xông ra thông báo công chúa bị ngất xỉu. Mọi người nghe được mà nhảy loạn lên, hoàng đế nóng máu muốn xử phạt. Vương gia vội đứng ra khuyên hoàng đế bình tĩnh, đợi kiểm tra công chúa thế nào. Hoàng thượng nổi nóng, lão cho rằng vương gia ham mê nữ sắc nên không phân biệt đúng sai được nữa. Lý Thái Y sau khi bắt mạch liền lắc đầu, tỏ vẻ bất lực không thể cứu trị. Thục Phi khóc lóc hu hu, bà ta nhờ hoàng đế đòi lại công đạo cho con gái. Bất ngờ công chúa đã tỉnh lại, cô em bắt đầu giải thích bản thân đã có cảm giác trở lại, lúc nãy vì quá gấp mà bước xuống giường, kết quả là ngã sấp mặt. Hoàng đế Long Nhan vui vẻ, ông ta đã trách lầm Vương Phi nên muốn ban thưởng. Nữ chính khôn khéo giả vờ nói cái gì mà y đức, việc phải làm nên không muốn đòi quà. Hoàng đế vui vẻ mà khen ngợi tài năng của Vương Phi, còn không quên nhắc nhở Lý Thái Y nên học hỏi người trẻ tuổi. Lão họ Lý quả thật bơ phờ, lão ta cũng cúi người nhờ Vương Phi chỉ dẫn. Tiếp đó hoàng đế ra lệnh công công đưa lệnh bài cho Vương Phi, có thứ này thì nữ chính có thể thoải mái vào hoàng cung. Thục Phi vội nhắc khéo hoàng đế thứ này quá quý trọng, sao có thể giao cho Vương Phi. Hoàng đế khỏa tay ngăn bà ta nói tiếp, lão ta không hề bị sàm ngôn gây mụ mị. Nữ chính vui vẻ cười thầm, có thứ này thì cô ấy có thể đi ngang. Cố Nhất Giao nghe được tin tức trong cung liền tỏ ra ghen tị mà mách mẹ. Nhất Giao e sợ mọi người sẽ tìm ra hung thủ đẩy ngã công chúa chính là cô ta. Mụ mẹ an ủi con gái, hôm đó không có nhân chứng nên không cần phải sợ một con ngốc. Thế nhưng Cố Nhất Giao lo lắng thật sự, bởi vì Cố Liên Hy giờ đây miệng lưỡi sắc bén như chích chòe, cô ta sợ vương gia sẽ bị cướp đi. Mụ mẹ trấn an con gái, bà ta có thể khiến cho Cố Liên Hy câm một lần, thì tất nhiên có thể làm điều đó lần thứ hai. Cố Nhất Giao nở ra nụ cười vui vẻ khi nghe mưu hành kế bẩn của mụ mẹ. Đỗ Minh báo cáo lại cuộc điều tra, hôm đó ngoại trừ người hầu phát điên ra chẳng còn gì cả. Hắn ta cả gan đoán rằng phải chăng Vương Phi đã mượn xác hoàn hồn. Vương gia tất nhiên không đồng ý, hắn ta sao có thể tin mấy thứ ma quỷ nhảm nhí. Bích Ngọc nghe kể lại chuyện trong cung mà hết cả hồn, nữ chính tỏ ra tự tin không gì sợ hãi cả, còn nhắc cô em nha hoàn nhớ ăn sáng đầy đủ nếu không sẽ đau dạ dày. Bích Ngọc đang muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vương gia xuất hiện chợt hô lên. Nữ chính vẫn chưa biết, còn oán trách con em nha hoàn sáng sớm nói hai từ suối quẩy đó làm gì. Bích Ngọc muốn nói tốt cho vương gia, cô em nghe kể vương gia đã nhiều lần bảo vệ vương phi trong hoàng cung. Nữ chính khịt mũi khinh thường, cô nàng cho rằng tên vương gia chẳng qua là vì bảo vệ danh dự mà thôi. Nếu hắn ta dám láo lều, cô không ngại mà kéo hắn ta cùng xuống nước. Gã vương gia chất vấn là ai muốn kéo ai, cô nàng hoảng hốt giật mình bật dậy, vừa khéo là ngả vào lòng của vương gia. Gã vương gia tỏ ra ghê tởm mà đẩy ra, nữ chính cũng chửi hắn ta là tên tự luyến. Tên vương gia tức điên mà nắm tay cô em để nhắc nhở chuyện trước đây. Theo mảnh ghép ký ức thì vương gia đã từng nhảy xuống nước cứu nguyên chủ. Cơ mà ở thời cổ đại nam nữ chỉ cần tiếp xúc với nhau là rất ghê gớm.
Thế nên lần đó hoàng đế đã đứng giữa mà ban hôn cho cả hai người. Vương gia nghĩ mà cay thật sự, cứu người lại bị ép hôn, bảo sao hắn ta không tức cho được. Nữ chính cũng đã hơi hiểu hiểu, thế là cô nàng trấn an hắn ta, đợi khi đôi chân của công chúa lành hẳn, cô ấy sẽ xin hoàng đế để hai người hòa ly. Vương gia nghe xong lại càng tức giận, hắn ta cho rằng Cố Liên Hy đã quậy ra một mớ bòng bong, nay lại muốn vỗ mông rời đi như không có chuyện gì. Nữ chính cũng phát bực, chẳng phải hai người bọn họ hòa ly sẽ rất tốt hay sao, gã vương gia sẽ có cơ hội mà cưới Bạch Nguyệt Quang của mình. Vương gia tức giận tuyên bố ở vương phủ sẽ chỉ có thư bỏ vợ chứ không có hòa ly. Hắn ta bóp cổ bẻ họng cô em để nhớ rõ điều này. Nữ chính khó thở mà chửi hắn ta là tên vũ phu chuyên ức hiếp phụ nữ. Vừa khéo Cố Nhất Giao xuất hiện khiến hai người tách ra. Nữ chính cười nhạo hắn ta, người đẹp xuất hiện liền thu hồi vẻ mặt hung dữ, cô nàng hù dọa em gái sẽ có ngày bị bóp cổ chết lúc nào không hay. Cố Nhất Giao giả vờ quan tâm chị gái, hỏi phải chăng đã gây chuyện ở hoàng cung. Nữ chính vui vẻ mà khoe ra miếng kim bài, còn không quên cả khịa tên vương gia ngu ngốc. Một lúc sau Cố Nhất Giao đùng đùng nổi giận mà xông tới vả mặt Cố Liên Hy. Hóa ra cô ta vừa bị vương gia lạnh nhạt không tiếp chuyện, con em trà xanh cho rằng đây là do tỷ tỷ của mình phá hoại. Cố Nhất Giao muốn vả mặt lần nữa, thế nhưng nữ chính đã đề phòng mà châm vào huyệt đạo của con em. Cố Nhất Giao bắt đầu cười như điên, miệng thì cứ chửi liên tục làm ầm hết cả lên. Vương gia hốt hoảng từ bên ngoài xông vào, tất nhiên hắn cho rằng vương phi lại kiếm cớ hãm hại em gái. Nữ chính cũng quen với tiêu chuẩn kép này rồi, cô cho rằng Cố Nhất Giao ăn sầu riêng địt có thúi cỡ nào thì vương gia cũng khen thơm không dứt. Vương gia nghe xong mà xanh mặt, đó giờ có gặp phụ nữ nào thô bỉ như vậy đâu. Nữ chính không quan tâm, cô chỉ thô bỉ với những kẻ bị mù và điếc mà thôi. Cố Nhất Giao giả vờ chóng mặt để thu hút chú ý của vương gia. Thế là cặp đôi cẩu nam nữ dẫn nhau rời đi cho không khí nó trong. Vương gia nhắc nhở Cố Nhất Giao, bọn họ chưa có danh phận nên khuyên cô ta ít đến thăm, sẽ khiến người khác đàm tiếu. Cố Nhất Giao nhảy dựng lên, cô ta thề thốt sẽ không tranh giành danh phận, dù cho làm tiểu thiếp của vương gia cũng được. Thế nhưng gã vương gia này rất phủ, lấy cớ muốn bảo vệ danh tiết cô em mà khuyên nhủ sau này đừng đến đây nữa. Cố Nhất Giao bắt đầu suy nghĩ hung ác, vài bữa nữa sẽ có bữa tiệc diễn ra, khi đó mẹ con bọn họ sẽ khiến cho Cố Liên Hy thân bại danh liệt. Quả thật vài ngày sau cặp đôi phải cùng nhau đi dự lễ ở phủ thái phó, mặc dù ghét nhau như chó với mèo nhưng buộc phải ngồi chung chiếc xe ngựa. Nữ chính cũng thầm than, mặc dù vương gia này ngu như cẩu nhưng được cái gương mặt tuấn tú. Cô em có chút mê trai mà ngắm nhìn, kết quả là trong lúc vấp xe mà gặp tai nạn hun cái chụt. Vương gia rất là ức chế chất vấn cô em đang làm gì. Nữ chính nhà ta tất nhiên có tội nên giọng lý nhí giải thích, bảo rằng lúc nãy thấy trên mặt vương gia có vết bẩn ấy mà. Gã vương gia lần đầu tiên thấy cô em yếu thế như vậy nên muốn tấn công tới tấp, hắn ta hỏi cô em đã lau sạch chưa, có muốn lau lại nữa không. Đang lúc muốn sáp mặt lại gần thì gã thuộc hạ lại phá đám, tội nghiệp tên phu xe, tự nhiên bị vương gia nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. Kết quả còn bị phạt đánh 20 trượng sau khi về nhà. Cố Nhất Giao lúc này đang thầm thì với một gã gia đình, tên này có chút e sợ vì nghe nói Cố Liên Hy là vương phi. Cố Nhất Giao vả mặt cho hắn ta thêm can đảm, cô ta hứa rằng sẽ ban vương phi cho hắn về làm vợ. Gã gia đình nghe vậy liền thèm khát mà tự tin hẳn. Trong tiệc hội, nữ chính nhận ra trong rượu có thuốc kích dục, cô nàng tranh thủ cơ hội mà đánh cháo. Cố Nhất Giao nhập vai làm em gái ngoan hiền muốn mời tỷ tỷ ly rượu. Nữ chính tất nhiên là vui vẻ muốn cạn chén cùng em gái rồi. Hai tỷ muội này trong lòng thầm nghĩ trò ác độc, rõ ràng là muốn hãm hại lẫn nhau. Cố Nhất Giao cố tình đổ rượu để làm bẩn váy của tỷ tỷ, muốn ép chị gái đi thay đồ. Người thắng cuộc tất nhiên là gã gia đình rồi, hôm nay hắn ta được chơi miễn phí không phải trả tiền. Chẳng mấy chốc mà đám đông tụ tập phía trước cửa để bắt gian, một nha hoàn mang đến tờ giấy nào đó khiến mọi người nghi ngờ người bên trong là vương phi. Vương gia quả thật xanh mặt mà bàng hoàng, nữ chính giả vờ ngây thơ bỗng nhiên chen vào hỏi thăm chuyện gì thế. Mọi người bắt đầu đoán giả đoán non rốt cuộc người bên trong là ai. Cơ mà gã gia đình này có thói quen rất ngộ, thụt bi ra lỗ là không thèm xem mặt đối thủ. Cố Nhất Giao lúc này đã tỉnh lại, cô ta hét toáng lên rồi đạp tên gia đình văng xuống. Hai người đang vội vã tranh thủ dọn dẹp thì bất ngờ vương gia dẫn người tiến vào. Tội nghiệp tên gia đình, bị mọi người vây quanh còn hù dọa chém giết các kiểu. Đã vậy nữ chính còn hù dọa hắn ta không thành thật khai báo thì cả gia đình của hắn sẽ gặp nhau dưới hoàng tuyền. Cố Nhất Giao sau khi mặc quần áo liền khóc lóc xông ra làm nũng với vương gia. Gã gia đình khóc lóc khai báo, hắn ta chỉ về phía Cố Nhất Giao để mà tố cáo, tên này biết gì nói nấy không dám giấu giếm.
Kế hoạch ban đầu là hắn gian dâm với Vương Phi để phá hoại danh tiết, sau đó Cố Nhất Giao sẽ gả Vương Phi cho hắn làm tiểu thiếp. Hắn ta cũng khai thật trước giờ chưa từng nhìn thấy Vương Phi, thế nên cứ nhìn thấy bờ mông của ai trắng béo thì cho rằng đó là quý tộc. Nữ chính cười chế nhạo, cô nàng còn giả vờ làm người bị hại, suýt chút nữa bị gã gia đình này hấp đường phèn rồi. Vương gia tuyên bố sẽ điều tra chuyện này cho ra nhẽ. Tội nghiệp con em trà xanh, khóc lóc muốn gãy lưỡi nhưng chẳng hề được vương gia quan tâm. Cơ mà gã vương gia này cũng khôn, vội nắm tay vương phi của mình về nhà cho nó lành. Vương gia sau đó yêu cầu vương phi không được truy cứu, chuyện này hắn ta tất sẽ có cách giải quyết. Nữ chính đóng vai làm người bị hại, cô cho rằng mình suýt chút nữa đã bị người ta hấp, làm sao có thể nhịn cho được. Thế nhưng gã vương gia cho rằng Cố Nhất Giao vô tội, hắn ta yêu cầu vương phi phải rộng lượng mà sống. Nữ chính tất nhiên là cay cú, tại sao những gì liên quan đến Nhất Giao thì gã vương gia này cố tình làm ngơ, sự thật bày ra trước mặt như vậy mà còn dám bênh vực cho bằng được. Gã vương gia lấy cớ chuyện lần này liên quan đến bộ mặt của Thuận Quốc Phủ và Thái Phó Phủ, cần phải xử lý cho ổn thỏa. Hắn ta cho rằng Nhất Giao hiện tại bị tổn hại danh dự, còn Vương Phi chẳng hề bị gì, thế cho nên phải có lòng thương xót cho con nhà người ta. Nữ chính cũng lắc đầu chào thua, cô nàng không muốn lý luận với một kẻ tiêu chuẩn kép điển hình nữa. Nữ chính nhắc nhở hắn ta sau này gặp chuyện thì đừng có đến nhờ cô ấy là được. Cô Nhất Giao khóc muốn cạn cả nước mắt, thế nhưng mụ mẹ không an ủi mà còn mắng chửi con gái là thứ vô dụng, chuyện đơn giản như vậy mà cũng để thất bại. Mụ mẹ rất bình tĩnh, bà ta lấy ra cổ dược đưa cho con gái, thứ này có thể khiến cho vương gia thần hồn điên đảo. Cố Nhất Giao có chút lo lắng, cổ dược lần trước đã bị Cố Nhất Giao chữa khỏi dễ dàng. Mụ mẹ khuyên con gái yên tâm, cổ dược lần này bá đạo hơn nhiều. Nữ chính lúc này tiến vào hoàng cung để châm cứu cho công chúa, cơ mà con em chồng này khá là nhiều chuyện, muốn hỏi thăm về chuyện ở phủ thái phó lần trước. Thế là hai con mắm cong môi mà trà xanh với nhau, công chúa cũng hả hê khi biết được kẻ ác gặp quả báo. Hai cô gái đang muốn tiếp tục nhiều chuyện thì cảnh vương bất ngờ xuất hiện. Sau đó một gã thái giám cũng hốt hoảng tìm đến thông báo hoàng đế có chuyện gấp. Hóa ra Lý Mỹ Nhân không hiểu lý do vì sao mà bất tỉnh nhân sự. Nữ chính sau khi kiểm tra thì cảm thấy không nghiêm trọng lắm. Sau đó cô nàng yêu cầu mọi người rời đi để tiện chữa trị, chỉ là hoàng đế lần này có ý định muốn ở lại quan sát, tất nhiên là vì lão ta đang mê đắm Lý Mỹ Nhân. Chỉ là nữ chính chém đinh chặt sắt yêu cầu tất cả phải rời đi, hoàng đế có chút tức giận mà hù dọa con dâu. Chẳng mấy chốc nữ chính lại xuất hiện tuyên bố Lý Mỹ Nhân đã ổn định. Hoàng đế nghe xong rất vui vẻ, thậm chí ông ta còn muốn dùng Dạ Minh Châu để ban thưởng. Cô nàng sau khi có bảo vật mà cà khịa vương gia, chê hắn ta nghèo hèn không có ngọc Dạ Minh Châu. Vương gia rất là cay cú mà mượn rượu giải sầu, hắn ta nhớ về mẫu phi của mình. Có vẻ như hoàng đế chưa bao giờ yêu thương mẹ con bọn họ như cái cách mà ông ta đối xử với Lý Mỹ Nhân ngày hôm nay. Gã vương gia bởi vì say xỉn quá cần câu mà xông thẳng tới chỗ vương phi. Hắn ta cũng chẳng còn tỉnh táo mà đè con em xuống để chơi trò mực hấp đường phèn. Sáng sớm nữ chính tỉnh dậy làm rộn hết cả lên, còn giả vờ trinh nữ mà đạp vương gia xuống giường. Gã vương gia cũng tỏ ra khinh thường, có bao nhiêu người phụ nữ thèm muốn ngủ cùng hắn. Nữ chính chửi đồng bảo hắn ta đi mà ngủ với mấy con điếm đó đi, đến đây làm gì? Gã vương gia tức rồi đấy, hắn ta lại bóp cổ bẻ họng cô em chất vấn, chẳng phải trước đây cô ấy từng chuốc thuốc mê rồi bò lên giường hắn hay sao, bây giờ bày đặt ra vẻ chảnh chọe. Nữ chính cũng khó giải thích, chuyện trước đây rõ ràng không liên quan tới cô ấy, nhưng nói ra thì ai mà tin. Vương gia khinh thường cho rằng vương phi cũng giống những người phụ nữ khác mà thôi. Một lúc sau Cố Nhất Giao khóc lóc xông vào vương phủ, vương gia cũng thấy phiền mà khuyên cô em rời đi. Hắn ta hứa sẽ tìm một mối hôn sự đàng hoàng sắp xếp cho cô em. Cố Nhất Giao khóc lóc không chịu, cô ta muốn nhắc lại tình xưa nghĩa cũ. Vương gia dịu giọng khuyên nhủ cô em nên quên chuyện quá khứ mà nhìn về tương lai. Cố Nhất Giao tranh thủ cự ly gần mà cưỡng hôn vương gia, mục đích là hạ cổ tình. Vương gia tức giận ra lệnh hạ nhân đuổi Cố Nhất Giao về Thuận Quốc Phủ. Bích Ngọc nhìn thấy Vương Phi đang chơi trò chết bùn, cô em nha hoàng vội khuyên Vương Phi nên rửa tay. Thế nhưng nữ chính vui vẻ giới thiệu đây là mỹ phẩm dưỡng da rất tốt. Bích Ngọc nhăn mặt hỏi Vương Phi phải chăng quá hồn nhiên rồi, người ta sắp cướp chồng tới nơi rồi mà còn ở đây vui vẻ. Nữ chính nghe xong liền tức tốc rời đi, hóa ra những ngày gần đây Cố Nhất Giao thường xuyên đến Vương Phủ, hơn nữa có vẻ như Vương gia nhất quyết đòi cưới Cố Nhất Giao cho bằng được. Nữ chính xông thẳng trực tiếp tới chỗ Vương gia để chất vấn, thế nhưng hắn ta nhắc nhở Vương Phi chớ có mà gây cản trở chuyện này. Cô nàng nhảy dựng lên không đồng ý, kết quả thì biết rồi đó, bị Vương gia vả mặt không thương tiếc.
Nữ chính tức tối rời đi, thế nhưng cô nàng nhận ra có gì đó sai sai. Nếu như gã vương gia yêu say đắm con em trà xanh, thì ít ra phải giành lấy chức vị vương phi cho cô ta chứ không phải là tiểu thiếp. Cô Nhất Giao lúc này cũng bất chấp, cô ta quyết định dùng cổ dược để điều khiển vương gia trước cái đã, còn chức vị vương phi cứ từ từ mà tính. Ngày hôm sau nữ chính tiến cung để thăm dì của mình, vị nương nương này cũng rất tò mò rốt cuộc y thuật của Cố Liên Hy đến từ đâu. Nữ chính dốc láo bảo rằng vô tình nhặt được một cuốn sách cổ, thế là cô ấy dựa vào đấy mà tự học thành tài. Nương nương cũng không quan tâm lắm, bà ta hỏi thăm chuyện Cố Nhất Giao mới vào vương phủ. Có vẻ như Thục Phi đang ủng hộ Cố Nhất Giao để tạo liên minh trà xanh, bà ta tỏ ra khinh thường với đám bần tiện này. Buổi tối Cố Nhất Giao tìm đến chỗ vương phi, cô em trà xanh khoe rằng hôm nay được Thục Phi mời vào cung. Cô em gái muốn khoe khoang thế giới đã thay đổi, giờ đây cô ta cũng có quý phi đỡ đầu cho mình. Nữ chính tỏ ra khinh thường chúc mừng con em gái với được cảnh cao. Cố Nhất Giao ghét nhất là gương mặt sừng sững của nữ chính, cô ta cho rằng Cố Liên Hy chẳng qua là may mắn đẻ sớm mà thôi, chứ thật ra mọi thứ cô ta đều vượt trội chị gái của mình. Nữ chính nhắc lại ngày xưa cô ấy ngu ngốc nên bị ức hiếp, nhưng bây giờ thì đừng hòng, cô nàng hứa sẽ đòi lại tất cả món nợ từ trước tới nay. Đang lúc nữ chính muốn rời đi, Cố Nhất Giao làm khó chặn lại, sau đó còn cố ý mà xô Cố Liên Hy xuống hồ. Một mảnh ghép ký ức hiện về, hóa ra người năm xưa cứu vương gia chính là Cố Liên Hy, thế nhưng có vẻ như đã bị em gái cướp toàn bộ công lao. Nữ chính sau khi tỉnh lại có chút bối rối, phải chăng giấc mơ vừa rồi là thật. Cô em đang thất thần thì bị vương gia làm giật mình, nữ chính đang muốn hỏi phải chăng hắn đã cứu cô ấy, thì tên này ngạo kiều khuyên vương phi muốn chết thì tránh xa hoàng cung, tránh làm cho bẩn nước hồ. Nữ chính tức điên mà chửi đồng hắn ta là miệng cẩu, cô nàng đò ly hôn với hắn ta ngay lập tức. Bất ngờ nha hoàng hốt hoảng thông báo Cố Nhất Dịch bị ốm. Nữ chính cười nhạo khuyên hắn ta cút nhanh nhanh về với Bạch Nguyệt Quang. Cố Nhất Giao bên này giả vờ yếu đuối mà khóc lóc, chẳng mấy chốc đã lừa gã vương gia xoay mòng mòng, hứa sẽ trao tặng quyền lực vương phi cho cô em. Cố Nhất Giao đang muốn hun hít thì bất ngờ bị quản gia phá đám. Hóa ra hoàng đế cho triệu kiến vương gia vào cung. Theo như văn thư cấp báo thì dịch bệnh đang tràn lan, thế nên hoàng đế lệnh cho vương gia đến điều tra và giải quyết tình hình. Cố Nhất Giao về nhà thì bị mụ mẹ mắng cho té tát vào mặt. Cô em cũng có làm gì được đâu, ai bảo vương gia đến Lạc Thành chống dịch cơ chứ. Cố Nhất Giao than khóc cổ dược ngày càng kém hiệu quả, những ngày gần đây vương gia luôn né tránh tiếp xúc với cô ấy. Thấy con gái mụ mị trong tình yêu khiến mụ mẹ phát bực, bà ta dặn con gái chớ nên chơi trò tình ái, cố gắng mang thai dòng máu của hoàng tộc, sau đó thì mặc kệ gã vương gia sống chết, dù sao đã trúng cổ độc thì sống cũng chẳng được bao lâu. Ở Lăng Thành tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, Đỗ Minh bất ngờ đề cử mời vương phi đến giúp đỡ, hắn ta cho rằng ngoài vương phi ra thì chẳng còn ai có thể ngăn cơn sóng dữ này. Vương gia bị thuyết phục nên đành phải viết thư tay gửi về. Nữ chính nhà ta cũng rất biết làm giá, cô nàng yêu cầu vương gia phải công khai xin lỗi mình. Cơ mà gã vương gia tỏ ra bực tức khi thấy cô em ra vẻ mặt chảnh chọe. Nữ chính vẫn ương bướng khiêu khích, gã vương gia lại muốn chơi trò bóp cổ bẻ họng. Thế nhưng lần này hắn ta lại phun ra máu đen toàn giòi bọ. Nữ chính cảm thấy sai sai, tại sao lại có quá nhiều cổ trùng, hơn nữa vương gia tiếp xúc với cô thì tái phát nghiêm trọng. Cô nàng ngay lập tức đoán chuyện này liên quan tới Cố Nhất Giao. Ở nhà, con em trà xanh dường như có cảm ứng mà cũng phun ra máu cổ trùng. Đỗ Minh sau đó xuất hiện thì thắc mắc vương gia tại sao ngất xỉu. Nữ chính lấy ra chén máu cổ trùng cho hắn ta xem, Đỗ Minh lúc này mới hiểu vương gia lại trúng độc. Bảo sao những ngày gần đây vương gia luôn tỏ ra cáu kỉnh khác thường. Hắn hỏi thăm vương phi liệu có cách nào chữa trị cho vương gia được không. Nữ chính cũng bó tay, thế nhưng cô nghĩ tới phương pháp truyền máu. Cũng may lần trong chiếc túi thần kỳ có bộ kiểm tra nhóm máu. Càng may mắn hơn là hai người bọn họ thuộc nhóm máu ô, thế nên cô nàng quyết định dùng máu của mình để truyền cho hắn ta. Gã vương gia lúc này đã tỉnh lại, hắn ta có chút khó hiểu tại sao mình nằm ở đây. Nữ chính giúp hắn ta nhớ lại chuyện đêm qua, gã vương gia cũng ngạc nhiên tại sao tối qua lại kích động như vậy. Sau một lúc hắn ta mới biết rằng bản thân đã trúng phải cổ tình, thứ này có thể ám thị điều khiển hành vi rất mạnh. Nữ chính cũng tiết lộ cô ấy đã truyền máu cho hắn ta, sợ tên này mê tín nói cái gì mà dòng máu hoàng tộc không thể hỗn tạp. Thế nên cô nàng hứa hẹn sau khi trở về sẽ xin hoàng đế giúp bọn họ ly hôn. Gã vương gia nào chịu, hắn ta lấy cớ hiện tại đã máu huyết hòa chung, thế là vội ôm cô nàng mà cắn cho một nhát hết hồn. Gã vương gia có một câu hỏi đã nhịn từ lâu, từ đâu mà vương phi lại học được thứ y thuật thần kỳ này. Nó kỳ lạ đến nỗi hắn ta chưa từng nhìn thấy qua,
nhất là cái cây kim bạc có thể phun ra nước. Nữ chính tất nhiên là không nói ra bí mật của mình rồi, cô sợ sẽ bị xem là phù thủy. Vương gia cũng không muốn ép, nhưng dặn cô nàng không nên tiết lộ sẽ dễ gây ra họa sát thân. Ngày hôm sau hai người đến thăm quan viên địa phương để nắm bắt tình hình. Sau khi biết mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng, nữ chính không nói hai lời mà chém đinh chặt sắt phân phó mọi người hành động, phải nhanh chóng cách ly người bệnh đến nơi sạch sẽ để dễ điều trị. Thế nhưng những gã quan viên lại làm nhộn hết cả lên không chịu đồng ý, bọn họ cho rằng cách ly tập trung này sẽ khiến cho dân tâm hoang mang, lòng người rối loạn. Nữ chính tức giận mắng chửi, nếu bọn họ vẫn còn do dự thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng không thể gánh nổi. Cuối cùng vương gia đành đứng lên tuyên bố sẽ ủng hộ mọi quyết định của vương phi. Sau khoảng thời gian, nữ chính lấy ra một đống thuốc trông rất kỳ lạ, đám quan viên lại tỏ ra rất nghi ngờ, thứ nhỏ bé này liệu có thể trị được dịch bệnh chết người. Nữ chính để cho vương gia quyết định, thuốc cũng đã tạo ra, tin hay không là tùy họ. Vương gia quyết đoán ra lệnh mọi người chấp hành theo hướng dẫn của vương phi, ưu tiên cấp thuốc cho người bệnh nặng. Hai người sau đó tìm đến một hộ dân để kiểm tra, người phụ nữ ban đầu có thái độ vô cùng thù địch khi thấy cặp đôi ăn mặc sang trọng, bởi vì từ sau khi lão chồng uống thuốc đặc biệt gì đó mà nôn mửa không thôi. Nữ chính sau đó bình tĩnh giải thích này nọ các kiểu, cô nàng nhận ra người đàn ông đã mắc bệnh dạ dày mãn tính, thế cho nên phản ứng kịch liệt với thuốc của mình. Cô nàng sau đó đích thân kiểm tra và điều trị cho lão già, cơ mà với kỹ năng bật hack của mình nên chẳng mấy chốc giải quyết ổn thỏa. Người phụ nữ thay đổi thái độ mà không ngừng cảm ơn nữ chính. Tin tức dịch bệnh được giải quyết khiến cho hoàng đế vui vẻ không thôi. Thục phi bên cạnh dò thăm, thấy thái độ hoàng đế cực kỳ quan tâm cảnh vương khiến bà ta vô cùng khó chịu. Hoàng đế sau đó muốn ban tặng phần thưởng hai đứa con, thế nhưng cặp đôi khôn khéo mà giả vờ từ chối. Kết quả hoàng đế phong tặng cho con dâu danh hiệu thần y, đồng thời thưởng thêm vạn lạng hoàng kim. Nữ chính mừng ra mặt, mỗi lần gặp hoàng đế là được nhận quà hậu hĩnh. Trên đường trở về cô nàng ngậm không được miệng khiến vương gia thấy phiền. Thế nhưng cô em nào quan tâm, bỗng nhiên tiền từ trên trời rơi xuống thì phải cười híp cả mắt mới chịu, có tiền là có thể vòng quanh thế giới mà không lo lắng. Nữ chính sau đó thắc mắc tại sao vừa rồi vương gia không cầu xin hoàng đế để hai người bọn họ ly hôn. Vương gia nghe xong mà tỏ ra tức giận lạ thường, hắn ta trách mắng phải chăng vương phi sớm âm mưu muốn rời đi. Nữ chính vội nhắc cho hắn ta nhớ, trước đây vương gia từng nhiều lần thề thốt sẽ đá đít cô ấy đi để nhường lại chức vương phi cho Cố Nhất Giao. Gã vương gia giả ngu chơi trò mất trí nhớ, hắn ta cho rằng trước đây bị trúng độc nên đầu óc có chút bối rối. Hắn ta không muốn ly hôn với cô ấy. Nữ chính thấy thú vị mà trêu ghẹo hắn ta, cách thể hiện tình yêu này thật là trẻ con. Gã vương gia bị chọc quê nên vội chạy nhanh trở về vương phủ. Cố Nhất Giao đang chờ đợi mỏi mòn nên rất vui vẻ khi thấy vương gia. Thế nhưng vương gia tỏ ra lạnh lùng, hắn ta muốn ly hôn với Cố Nhất Dung. Cô em trà xanh nghe xong mà khóc lóc không chịu, cô ta vội nhắc lại chuyện năm xưa đã từng cứu hắn ta một mạng. Vương gia bỗng nhớ lại mà cảm thấy mặc cảm có lỗi. Cố Nhất Giao khôn khéo yêu cầu vương gia thực hiện một hứa hẹn, sau đó cô ta sẽ rời khỏi vương phủ. Nữ chính sau khi trở về muốn hỏi vương gia ở đâu, theo lời quản gia thì vương gia kể từ khi gặp Cố Nhất Giao thì chưa hề rời khỏi phòng. Cô nàng nghe xong mà tứ ư ứ, sau đó thì cứ nghĩ lung tung mà ghen tức, cô nàng tự tìm cớ để mà đi qua tìm hiểu. Cố Nhất Giao vừa thấy chị gái xuất hiện liền trêu tức, cô ta bảo rằng hai người bọn họ đang sắp ân ái, nếu vương phi muốn xem miễn phí thì cô ta cũng không phiền. Nữ chính tức giận chất vấn con em gái đã làm gì vương gia. Cố Nhất Giao cũng tức không kém, vốn dĩ vương gia đã thuộc về cô ta, tự nhiên Cố Liên Hy tại sao không chịu chết mà cứ xuất hiện phá hoại mối lương duyên của bọn họ. Nữ chính sau đó mới hiểu hóa ra nguyên chủ từ nhỏ đã bị hai mẹ con hạ độc dẫn đến câm điếc. Cố Nhất Giao ngu ngốc khoe khoang mẹ của cô ta là cao thủ cổ độc. Cũng vì năm đó sợ giết chết đích nữ khiến cho Thái Quốc phủ ồn ào nên mới khiến cho Cố Liên Hy sống một mạng tạm bợ. Cố Nhất Giao tự tin cổ độc của gia tộc bọn họ, giết người chỉ đơn giản là bốn ngón tay. Nữ chính giờ đoán được người đã hạ Cố Trùng lần đầu tiên cũng chính là Cố Nhất Giao, cô nàng chất vấn tại sao con em gái muốn giết vương gia. Cố Nhất Giao phủ nhận, cô ta yêu vương gia là thật sự, chỉ muốn có đứa con với hắn ta mà thôi. Cơ mà bởi vì cô ta học nghệ chưa tinh nên lần đó hạ cổ trùng gặp vấn đề mới khiến vương gia nội thương vì trúng độc. Nữ chính mắng chửi em gái hèn hạ dùng cách này để dụ dỗ đàn ông. Lợi dụng con em đang gân cổ chửi đồng mà nữ chính đập cho ẻm ngất luôn. Cô nàng sau đó giúp cho vương gia tỉnh lại, hỏi hắn ta rốt cuộc là sao. Vương gia chợt nhớ đến đoạn ký ức trước khi ngất, hắn ta cũng hiểu mình lại bị Cố Nhất Giao lừa dối. Nữ chính nhắc nhở vương gia ngay từ đầu hắn ta đã bị Cố Nhất Giao dùng cổ độc để lừa tình.
Vương gia nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, hắn ta bị ngã xuống hồ sau đó được một người con gái cứu giúp, hắn ta cũng đã biết yêu từ đó. Nữ chính hỏi vương gia, nếu người con gái đó không phải là Cố Nhất Giao mà là cô ấy thì sao? Vương gia bỗng giật mình, hắn ta chất vấn tại sao bao năm qua Vương Phi không nói gì. Cô nàng cũng đành phải giải thích là gần đây mới nhớ tới, hơn nữa dù có nói ra thì liệu ai tin. Vương gia thề thốt từ nay về sau sẽ bù đắp cho cô ấy gấp vạn lần. Nữ chính tất nhiên mượn cơ hội mà đòi hỏi này nọ, muốn hắn ta nói được làm được. Gã vương gia khôn khéo dùng nụ hôn để trả lãi. Cơ mà cô em vì dại trai mà lộ ra biểu cảm ngu ngốc, làm mất vị thế kiểu này trước sau gì cũng sẽ bị Binance thanh lý. Sáng sớm Vương Phi lại chơi chim, cô em nha hoàn thấy vậy mà nóng hết cả ruột, tại sao không tìm vương gia để tăng tiến tình cảm. Quản gia thông báo vương gia sẽ tranh thủ về sớm, hỏi Vương Phi muốn ăn uống chỗ nào. Nữ chính đang đi thì bất ngờ buồn nôn khiến Bích Ngọc hoảng sợ. Cô em tự mình bắt mạch thì phát hiện đã mang thai. Đợi khi vương gia trở về, nữ chính không che giấu niềm vui mà thông báo cho hắn ta. Tên này lần đầu làm cha cũng khá là bối rối, hắn ta hoảng hốt bắt đầu tính toán, phải mời thái y và hộ vệ đến bảo vệ Vương Phi. Cô Nhất Giao rất là cay cú, tại sao một con ngốc lại có thể lật kèo rồi cướp luôn vương gia của cô ta? Bất ngờ có một tên sát thủ xuất hiện khiến cô em lạnh bim bim thật sự. Hóa ra Thục Phi cử hắn ta đến đây mời cô em. Cô Nhất Giao sau đó tìm đến vương gia khóc lóc cầu xin đừng có đuổi mình. Cơ mà gã vương gia này cũng nhiều lời, nói làm nhảm một hồi rồi quyết định sẽ nhốt cô em ở hậu viện mà quan sát. Vài ngày sau Cố Nhất Giao giở trò, cô ta nói rằng biết bí mật về mẫu thân của Cố Liên Hy. Nữ chính quả thật chẳng nhớ gì về mẫu thân của nguyên chủ, thế nên cô nàng quyết định muốn thăm dò xem sao. Cố Nhất Giao lúc này tỏ vẻ cực kỳ láo lều, cô ta vui vẻ kể lại chuyện năm đó mẫu thân của Cố Liên Hy thất bại tranh sủng, bị lão cha của bọn họ bỏ rơi. Sau đó thì mẹ của cô ta đã tốt bụng mà tiễn đưa mẫu thân Cố Liên Hy lên đường. Nữ chính nhịn không được mà vả mặt con em gái thật mạnh. Cô Nhất Giao ngược lại vui vẻ, à ta đã thủ sẵn một con dao để tấn công bất ngờ. Thật ra cô em bị ép mới chơi trò hạ sách này. Hai tỷ muội rằng co lẫn nhau xem ai cơ bắp nhiều hơn, nữ chính may mắn mà lật được kèo khiến em gái bị rạch mặt. Cô Nhất Giao bị hủy dung mà tức điên, cô ta liều mạng muốn trả thù. May mắn vương gia có mặt kịp thời mà giải cứu vương phi của mình. Vương gia tức điên mà muốn giết người, thế nhưng nữ chính vội ngăn cản, cô tin rằng vẫn còn có kẻ đứng đằng sau giật dây. Cô Nhất Giao ngược lại không sợ chết, cô ta thậm chí muốn vương gia tự tay giết mình, có thể mới khiến hắn ta nhớ cô suốt đời. Vương gia đổi ý, ra lệnh hạ nhân đuổi Cố Nhất Giao về Thuận Quốc phủ, yêu cầu Thuận Quốc công phải đưa ra một câu trả lời. Lão Thuận Quốc công tức điên mà vả mặt con mụ vợ ác độc. Cố Nhất Giao khóc lóc chạy ra năn nỉ, cô con gái bảo rằng chuyện này do Thục Phi ép buộc nên mới thế. Thuận Quốc công tức điên hai mẹ con nhà này, lão ta đành phải phế truất mụ vợ và tuyên bố bên ngoài bà ta trọng bệnh. Lão ta cũng sẽ nhốt con gái ở hậu viện, chờ thời gian trôi qua kiếm một nhà bình dân nào đó gả đi. Cố Nhất Giao khóc lóc không đồng ý, cô ta chỉ muốn trở thành vương phi. Lão cha vả mặt con gái cho cái tội đã ngu mà tham, đúng là mơ mộng viển vông. Tội nghiệp Thục Phi, đang ngồi nhàm chán thì bị đám người bao vây đóng khung. Đến nỗi thái giám khinh thường bà ta ngu ngốc, dám ám sát vương gia một cách lộ liễu như vậy, rất xứng đáng bị đánh vào lãnh cung suốt đời. Vài ngày sau hoàng đế cho triệu kiến vợ chồng vương gia, lần này ông ta có ý định lập vương gia làm thái tử. Cặp đôi cũng giả vờ cù cưa kiểu như không quan tâm lắm, nhưng thực ra trong lòng như mở cờ trong bụng. Cặp đôi sau đó đi dạo hít khí trời, nữ chính khôn khéo mà chửi đồng, nói cái gì mà hy vọng đứa con sinh ra sẽ không giống cẩu vương gia nào đó. Gã vương gia hù dọa, nếu đứa nhóc ra đời mà dám láo lều thì hắn ta vả cho xéo quai hàm. Nữ chính kênh kênh mặt, kiểu như dám đánh con của chị thì liệu cái mà hồn. Vương gia tất nhiên quẹo, hắn ta phải hạ giọng nịnh bợ vương phi, mục đích tất nhiên muốn trả lãi với bù lỗ ấy mà.